Thưa quý vị, vào sáng nay, ngày 2 tháng 3, sau kết quả kiểm phiếu với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Võ Văn Thưởng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau lễ tuyên thệ, tân Chủ tịch nước đã có bài phát biểu nhậm chức rất xúc động trước Quốc hội. Kết quả biểu quyết, 487 trên 488 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 98,38% tổng số đại biểu Quốc hội. Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ năm 2021-2026, đối với ông Võ Văn Thưởng. Đúng 10 giờ sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã mời tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lên tuyên thệ. Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội và đồng bào cử tri cả nước, tôi, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch nước Vương Đình Huệ đã ghi nhận lời tuyên thệ của tân Chủ tịch nước. Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội đã tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trong bài phát biểu nhậm chức, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trân trọng cảm ơn Quốc hội, tin tưởng trao cơ hội được phụng sự Tổ quốc, phụng sự nhân dân trên cương vị Chủ tịch nước. Ông bày tỏ lòng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tin cậy tiến cử ông đảm nhiệm cương vị này. Không ngừng chăm lo xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chân thành lắng nghe các ý kiến vì dân, vì nước của mọi người Việt Nam yêu nước, quán triệt sâu sắc quan điểm dân là gốc, lấy lợi ích hợp pháp và chính đáng của nhân dân là điểm xuất phát, là mục tiêu quan trọng của các quyết sách. Việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm, việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, xây dựng bộ máy nhà nước trong sạch vững mạnh, cổ vũ cho tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích của nhân dân, của quốc gia, dân tộc. Trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương. Kết thúc bài phát biểu, tân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đã mượn hai câu thơ trong bài Những đêm hành quân của Xuân Diệu, một nhà thơ ông rất yêu thích từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, để bày tỏ nỗi lòng của mình trước Quốc hội, trước Đảng, trước đồng bào, chiến sĩ và nhân dân. Tôi cùng xương thịt với nhân dân của tôi, cùng đổ mồ hôi, cùng sôi giọt máu. Tôi sống với cuộc đời chiến đấu của triệu người yêu dấu gian lao. Một lần nữa, tôi trân trọng cảm ơn Quốc hội, đồng chí, đồng bào và cử tri cả nước. Chuyển sang một số nội dung về nông nghiệp đáng chú ý. Thưa quý vị, với diện tích hơn 150.000 ha, sản lượng 1 triệu tấn một năm, Thái Bình là vùng sản xuất lúa lớn nhất đồng bằng sông Hồng. Hiện địa phương này đã xây dựng và phát triển được trên 35 thương hiệu gạo, tuy nhiên việc tiêu thụ vẫn gặp không ít khó khăn. Để hướng tới phát triển bền vững, xây dựng những cánh đồng lúa gạo có mã số vùng trồng được bao tiêu đầu ra với giá cả ổn định, sáng ngày hôm nay, tỉnh Thái Bình đã tổ chức hội nghị chuyên đề phát triển thị trường lúa gạo. Tại đây, 18 doanh nghiệp đã thực hiện ký kết hợp tác sản xuất, tiêu thụ, phát triển thị trường lúa gạo tỉnh Thái Bình. Theo số liệu của ngành nông nghiệp Thái Bình, hiện năng suất lúa của địa phương này đã chạm trần đạt trên 13 tấn một hecta, sản lượng đạt hơn 1 triệu tấn lương thực trên một năm. Trong điều kiện năng suất diện tích lúa đã chạm trần, để nâng cao hiệu quả kinh tế, cải thiện thu nhập cho người nông dân,
Thái Bình cần xác định tập trung phát triển vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao, đồng thời xây dựng thương hiệu hướng tới mở rộng thị trường và xuất khẩu. Ở cái hội nghị này, chúng tôi mong muốn là tiếp cận được các thị trường. Thứ nhất là đối với thị trường cao cấp trong nước, thì các cái dòng gạo phục vụ cho thị trường cao nước thì phù hợp với thị hiếu của người Việt Nam, thì chúng tôi cũng có những bao bì tem nhãn mác phù hợp. Và tất cả các cái địa phương sản xuất gạo này thì đều được thực hiện các quy trình sản xuất đảm bảo an toàn thực phẩm từ cái khâu vật tư đầu vào cho đến sơ chế chế biến và đóng gói cũng như là lưu thông hàng hóa trên thị trường. Thực tế, dù là địa phương có truyền thống canh tác lúa gạo, nhưng ở góc nhìn tổng thể, việc phát triển thị trường lúa gạo của Thái Bình chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Các nhà phân phối bán lẻ chưa biết nhiều đến gạo Thái Bình, công tác xây dựng thương hiệu và quảng bá thương hiệu còn hạn chế. Vì thế, tại hội nghị chuyên đề phát triển thị trường lúa gạo, các doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp, các chủ hộ đại điền, hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp liên quan tới giống, liên kết sản xuất, cơ giới hóa, giúp cải thiện năng lực sản xuất lúa gạo của các nông hộ, hợp tác xã. Ở thời điểm này, trong quá trình phát triển của kinh tế xã hội, đổi mới kinh tế ở đất nước đổi mới, thì quá trình phát triển của lúa gạo Thái Bình chưa khai thác hết lợi thế và chưa tương xứng với tiềm năng mà nó có. Nhưng tôi cũng xin nói thêm rằng, nếu chỉ Thái Bình không để xây dựng lúa gạo ở đồng bằng sông Hồng thì chưa đủ, mà Thái Bình phải là đơn vị dẫn dắt cho đồng bằng sông Hồng, đó là tham vọng lớn. Mà cả cái vùng đồng bằng sông Hồng là vùng nguyên liệu cho để sản xuất lúa gạo cho tiêu dùng và xuất khẩu. Nhưng Thái Bình làm sao làm được cái vai trò đầu tàu? Thông qua hội nghị phát triển thị trường lúa gạo Thái Bình, 18 doanh nghiệp đã ký kết hợp tác tiêu thụ lúa gạo với các hợp tác xã. Những động thái tích cực này được kỳ vọng sẽ mở ra những chuỗi giá trị lúa gạo phù hợp với yêu cầu của thị trường, góp phần chuyển đổi tư duy kinh tế nông nghiệp cho nông dân, qua đó nâng tầm giá trị hạt gạo trên thị trường. Cũng liên quan tới lúa gạo, thưa quý vị, tin từ đối thủ cạnh tranh lớn nhất của ngành hàng lúa gạo nước ta, Bộ Thương mại Thái Lan vừa cho biết, trong năm nay, nước này có thể xuất khẩu 8 triệu tấn gạo. Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan cho biết, đồng bạc suy yếu, dự trữ tiêu thụ nội địa ở Ấn Độ và Việt Nam tăng lên cũng như nhu cầu ngày càng tăng ở khu vực Trung Đông là những yếu tố chính sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu gạo của nước này trong năm nay. Theo số liệu của Bộ Thương mại Thái Lan, tháng 1 vừa qua, nước này đã xuất khẩu hơn 800.000 tấn gạo và thu về hơn 400 triệu đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu gạo cao hơn từ nhiều nước như là Iraq, Indonesia và Bangladesh. Thưa quý vị, trái cây là mặt hàng được ưu tiên xuất khẩu với dư địa thị trường lớn, tiềm năng sản xuất còn nhiều nhưng mà giá trị trái cây Việt Nam ở trên thị trường thì hiện vẫn chưa tương xứng với chất lượng sản phẩm cũng như là công sức của người nông dân bỏ ra. Để nâng cao giá trị trái cây Việt, việc xây dựng và nâng tầm thương hiệu trái cây Việt phải được xem là một trong những giải pháp hàng đầu. Quan điểm này được nhiều doanh nghiệp và các chuyên gia nêu ra tại triển lãm và hội thảo quốc tế lần thứ 5 chuyên ngành sản xuất và chế biến rau hoa quả Việt Nam đang diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều mặt hàng trái cây nhiệt đới đã trở thành đặc sản góp phần tạo nên thương hiệu trái cây Việt trên thị trường quốc tế được trưng bày tại đây. Và tất nhiên chúng đã tạo ra sức hút với khách tham quan. Trong năm vừa qua, trái sầu riêng tạo nên những đợt dư chấn trên thị trường nông sản. Giá sầu riêng liên tiếp lập đỉnh giúp người trồng sầu riêng trở nên khấm khá. Tầm vóc của loại cây tỷ đô này từng bước được định hình đối với sầu riêng khi cơ hội xuất khẩu trong năm nay vẫn còn rất lớn. Không chỉ vậy, ngay cả thị trường nội địa vẫn còn cơ hội để tiếp tục tăng trưởng thị phần với các doanh nghiệp. Sử dụng một số cái giống mới, ví dụ như cái giống là Musankin chẳng hạn, thì hiện tại thì Đồng Xanh có một số cái farm nhỏ thôi tại Đạ Hoai, Lâm Đồng. Thì Đồng Xanh đang hướng tới là sử dụng là canh tác theo hướng 100% là sinh học, theo dạng là theo hướng hữu cơ luôn. Đối với cái thị phần sầu riêng đó, thì Đồng Xanh chỉ muốn là đem cái phân khúc sầu riêng trái cây tốt, ngon, sập tới cho người thị trường tiêu dùng đó trong nước trước, rồi sau đó từ từ từng bước khi nào cảm thấy là nó đủ lớn hơn nữa thì mới bắt đầu tiến ra là nước ngoài. Sự vươn lên mạnh mẽ của sầu riêng Việt Nam thì đã thu hút được sự quan tâm của nhiều nước, trong đó có những người đến để tìm mua sầu riêng Việt Nam, cũng có những đoàn đến để tìm hiểu và học hỏi. Theo Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc, trong giai đoạn 2016-2021, thị trường rau củ quả của thế giới có tốc độ tăng trưởng gần 2,9%. Do đó, nhu cầu của thế giới đối với ngành hàng trái cây còn rất lớn.
trong bối cảnh trái cây Việt ngày càng có nhiều cơ hội xuất khẩu, vấn đề nâng cao chất lượng, giá trị của trái cây phải được chú trọng để vượt qua hàng rào kỹ thuật, mở cửa thị trường có giá trị xuất khẩu cao. Hiện nay, công tác sản xuất tại vùng nguyên liệu của Việt Nam đã được triển khai tốt, thế nhưng nông sản của Việt Nam lại thiếu thông tin để định hướng thị trường và quá phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. Nếu không có tiêu chuẩn, không đạt tiêu chuẩn, ví dụ như ISO 22000 hoặc HACCP hoặc là các cái tiêu chuẩn quốc tế khác ấy, thì rất là khó để mà có thể có khách hàng, có chứng nhận, có đạt chuẩn rồi thì anh phải tiếp cận thị trường. Tại vì nếu không tiếp cận thị trường thì cũng người ta không biết đến mình. Có rất nhiều cách và trong đó hội chợ là một cách. Từ kinh nghiệm đưa trái cây Việt Nam ra các thị trường quốc tế, theo một số doanh nghiệp lớn nên xây dựng một ngôi nhà chung cho trái cây Việt khi tham gia các hội chợ quốc tế thay vì chia nhỏ thành các gian hàng cho các doanh nghiệp như hiện nay. Những doanh nghiệp được chọn phải thể hiện sự chuyên nghiệp, trau chuốt hình ảnh để tôn vinh, nâng tầm, khẳng định thương hiệu của trái cây Việt Nam với bạn bè quốc tế. Thưa quý vị, Cục Bảo vệ Thực vật ngày hôm qua cho biết Tổng cục Hải quan Trung Quốc vừa cấp thêm cho Việt Nam 230 mã số vùng xuất khẩu sầu riêng, gồm 163 mã số vùng trồng và 67 mã số cơ sở đóng gói. Tính thêm đợt phê duyệt trước đó thì đến lúc này Việt Nam đã có tổng cộng 246 mã số vùng trồng và 97 mã số cơ sở đóng gói, đáp ứng đầy đủ yêu cầu để xuất khẩu sản phẩm sầu riêng tươi sang thị trường Trung Quốc. Trong số này, các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng và Tiền Giang được cấp nhiều mã số vùng trồng nhất. Tiền Giang là tỉnh có nhiều nhà đóng gói sầu riêng được cấp mã sang Trung Quốc nhất. Và với việc mở rộng thêm vùng trồng và cơ sở đóng gói, dự báo là xuất khẩu sầu riêng trong năm 2023 có thể đạt mức là 1 tỷ đô la Mỹ. Nhìn nhận dưới góc độ tiêu thụ, Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng đầu ra của sầu riêng rất rộng mở, khác với các loại trái cây đã từng phải giải cứu như là thanh long, cam sành. Cụ thể, sầu riêng có thể bán tươi, cấp đông và chế biến với rất nhiều những món ngon và đều được nhiều thị trường ưa chuộng. Hiện nay, sầu riêng Việt Nam chưa đủ bán nên việc tăng sản lượng là cần thiết. Tuy nhiên, việc trồng nên chọn giống tốt, nơi có thổ nhưỡng thích hợp để có thể tăng năng suất, chất lượng, giúp tăng uy tín thương hiệu sầu riêng Việt Nam trên thị trường quốc tế. Được mệnh danh là vua của các loại quả, sầu riêng gần như là không có đối thủ cạnh tranh, đặc biệt tại thị trường Trung Quốc nơi sầu riêng Việt Nam vừa được nhập khẩu chính ngạch. Các báo cáo phân tích thị trường đều cho thấy dung lượng thị trường còn rất lớn. Với dự báo thị trường rất lạc quan như vậy thì cũng dễ hiểu vì sao mà người nông dân lại ồ ạt mở rộng diện tích trồng sầu riêng. Các chuyên gia thương mại cũng cho rằng đây là cơ hội đối với người nông dân. Hiện không có quy định nào cấm họ trồng sầu riêng, trong khi việc cấm trồng thì cũng có thể làm mất đi cơ hội làm giàu của bà con. Nhưng việc phải định hướng và trồng có kiểm soát chất lượng thì đúng là việc rất cần thiết. Nhiều nông dân đã thấm thía nỗi khổ khi trồng mít thái, thanh long, hồ tiêu và cây ăn quả có múi, nhưng phải trồng rồi chặt bỏ do vỡ quy hoạch khiến cung vượt cầu, không có đầu ra. Vì thế, diện tích trồng sầu riêng đang tăng nhanh khiến cơ quan quản lý không khỏi lo lắng. Chúng ta rất nhanh quên với những cái bài học nhãn tiền thậm chí hiện đang xảy ra mà họ vẫn không quan tâm. Phát triển một cách tự phát triển theo phong trào, không theo khuyến cáo và định hướng của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước. Vụ sầu riêng lớn nhất là Trung Quốc. Và một trong số điều kiện để được xuất khẩu sầu riêng đi Trung Quốc là cần được cấp mã số vùng trồng. Nhưng hiện mới có khoảng 20.000 ha được cấp mã số. Khi chúng ta tổ chức sản xuất thì cái việc ưu tiên đầu tiên là chúng ta phải tổ chức sản xuất theo yêu cầu của thị trường. Hay nói cách khác là phải theo tín hiệu của thị trường. Hơn ai hết là doanh nghiệp chúng ta phải tập trung vào cái việc là nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm của trái sầu riêng. Thực tế không chỉ với sầu riêng mà tất cả cây trồng khác rất khó khống chế diện tích theo quy hoạch, bởi cơ quan quản lý chỉ có vai trò định hướng, dự báo, chứ không thể cấm người dân trồng hay không được trồng cây gì. Và quan trọng nhất vai trò của nhà nước để cho người dân có sự lựa chọn tốt hơn. Chứ còn không phải là chúng ta cứ nói rằng là không nên trồng chặt không có. Không nói như vậy được. Trước đó, vào tháng 7 năm 2022, ngay khi ký nghị định thư xuất khẩu sầu riêng chính ngạch đi Trung Quốc, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã có chỉ thị về phát triển bền vững cây ăn quả. Trong đó cũng định hướng người dân chú trọng vào nâng cao chất lượng thay vì chỉ tập trung vào sản lượng.